Em bảo ok. Do lại bị lỗi. Xin chào tất cả các bạn. Như số trước, bên PD đã thử thách mình ăn hai con gà và lắng nghe theo bình luận của các bạn thì hôm nay PD đã thách thức mình là ăn 5 cái pizza. Không biết là mình có ăn hết không nữa. Cũng thèm lắm rồi. Nên các bạn hãy cùng thưởng thức với mình nhé. Ăn cái nào trước bây giờ nhờ? Ok, trước vậy, trước mặt. Phải cho tương ớt đã. Ngon quá. Có ai nhìn pizza mà thèm như mình không? Các bạn ơi, trưa nay có ai ăn pizza cho mình không? Mình cùng đọc bình luận nha. Mình cũng không biết là mình có ăn hết không nữa. Nhưng mà đang cố đây. Các bạn hãy cùng like và share cuộc live stream này để ủng hộ mình đi. Mình sẽ cố gắng ăn hết. Ui to quá. Mình có tự tăng cân lại nhưng mà đã ăn là ăn thôi, còn tập là tập, và mình nghĩ là có ăn có tập thì cũng chẳng tăng cân đâu. Chị cũng chưa biết là chịu ăn hết không nữa. Thấy là hơi lưng lưng rồi đấy. Phục phép từ đầu đến cuối thì xem chịu ăn hết không nhá. Hơi lưng lưng rồi đấy.
Các bạn hãy đến cung Fit đi đi, sẽ thách thức các bạn ăn. Không biết có kịp không nữa, 5 cái. Các bạn nghĩ là mình có kịp không? Năm cái bạn ơi, đây mình đang ăn đây, không biết có hết không nữa. Trời ơi, tận 5 cái bây giờ chưa hết một cái này. Mà công nhận pizza ngon thật. Tầm trưa đang đói nữa. Chuẩn bị bay một cái rồi nhá. Chị đang ăn pizza em ơi. Có ai chưa đang ăn pizza anh chị không? Cái này mới có cái đầu tiên thôi, còn 4 cái tiếp theo nữa cơ. Các bạn ủng hộ mình đi để mình ăn hết nào. Lần trước 2 con gà đúng không bằng 5 cái pizza thật. Ăn một cái no rồi này, không biết 4 cái nữa có hết không cơ. Em qua đây chị sẽ để cho em một chiếc. No phết rồi đấy. Một cái nhá. Trời ơi. Mùi phô mai. Mình đã bảo là hôm nay mình nhận thử thách này và mình sẽ về đi tập lại mà. Nên mình cũng không lo lắm. Mình đi thi bước nhảy ngàn cân thì là một thử thách cho mình tuổi trẻ mà. Thử thách ăn cũng là một thử thách. Trời ơi, còn nhiều ghê á. Các bạn ơi, hãy đến Fit đi vừa ăn cùng mình đi.
non hết rồi đấy. Đây, ngậm mồm đây. Không chấp nhận nữa, ngậm mồm nè. Chào em Huyền Trang. Thì cũng có lúc phải giải cho em, với cả đây là nhận thử thách của chương trình mà. Chắc là sắp hết cái thứ hai rồi đấy. Mình đi ăn cà chua. Ôi, pizza thì ngon thật mà no quá, không biết ăn hết được nữa không? Ngon quá mà, ngon quá, no bụng đó con mắt đấy, mình cũng vẫn muốn ăn hết chỗ này mà không ăn hết không nữa. Các bạn hãy đi ăn pizza đi. Pizza gà với cả pizza bò em ạ, với cả một cái thịt lợn. Mệt quá. Nghỉ tí. Trời ơi, người này cũng bị ăn hết luôn nữa. Các bạn bảo mình có nên ăn tiếp nữa không? No quá. Pizza ở đâu mà trời ơi, nhân vừa dày lại vừa ngon thế này. À, em qua đây ăn hộ chị đi Hà My. Ba cái nữa mình đang tính là xem ăn ăn cái gì trước. Bill Phan hết nổi 5 cái không? Cho miếng này. Qua đây đi, mình sẽ cho các bạn ăn. Chờ cái
Tường ơi. Đau quá. À. Không biết có ăn nổi nữa không cơ? Nhiều quá. Chị cũng đang sợ bồi thực đây. Ai qua ăn giúp mình đi. Sao lại ăn gì vậy, thất tình à? Thất tình làm sao mà ăn nổi. Chuẩn bị bay cái thứ hai rồi. Mà còn ba cái nữa. Các bạn vào đây ăn cùng mình đi. Được bao nhiêu phút rồi nhỉ? Thôi đừng thấy rồi đấy. Bảo vệ ăn giúp em nhanh. Này có biết ăn hết 5 cái không nữa. Các bạn bà thả tim đi. Sao toàn vẫn nộ thế, bà thả tim đi. Ra cà phê đi để mình có động lực ăn nốt. Một tuần chị sẽ ăn một bữa này, còn các bữa khác nhịn em ạ. Mà bị ra nhiều phô mai quá. No. Trời ơi còn 3 ngày nữa. Em ăn hết 10 cái qua đây ăn cùng chị đi. Giúp chị một tí. Chị vào đây ăn với em đi. Trời ơi. Chắc không nổi mất, còn 3 cái nữa. Bạn ơi, có rất nhiều phương pháp ăn kiêng nên là ăn một bữa này cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Nhưng có điều là
mình cũng sợ mình không khan nổi ba cái nữa. No quá rồi. Trời ơi, pizza đâu mà vừa nhiều nhân lại vừa ngậy thế này. Chị cũng chưa biết là chị có ăn hết ba cái nốt ba cái nữa không. Ăn hai cái rồi và no quá. Vấn đề là làm sao ăn hết đủ ba cái nữa thì các bạn hãy cùng mình ủng hộ mình đi để mình ăn hết. Thôi tập trung vào ăn vậy. Thôi mấy bữa ăn hết nổi không nữa. Mà chị đang no. Thật nghỉ một tí đã. Trời ơi, lại có bạn khen mình là trông chị ốm hơn cái hôm thử thách lần trước. Mới có một tuần thôi mà, sướng quá. Được chưa, có rất nhiều kiểu ăn. Và khi các bạn ăn một đống một rất nhiều loại ăn này, nhưng mà các bạn những cái ngày sau các bạn ăn theo kiểu khác thì các bạn vẫn giảm. Có điều là mình đang ấy quá. Ai giúp em vào đây ăn đi. Chị, giúp em vào đây ăn đi, nhanh lên. Nhiều quá. Tôi tạm bỏ qua cái thứ hai đi còn một tí thôi. Đến cái thứ ba. No quá. Không khí nó ngấy như thế này. Ôi. Trưa nay có ai ăn pizza giống mình không? Thả tim đi, thả thật nhiều tim vào, đừng có phẫn nộ. Thả tim nhiều vào thì mình mới ăn hết được nữa. Ba cái nữa, trời ơi. Đây. Ngấy quá. Nghỉ đi, tương tác vậy. Phải ăn hết trong tầm này em ơi. Một lúc nữa phải ăn hết ba cái pizza nữa, không biết có hết không. Cảm ơn bạn. Đi, sướng quá. Ngấy quá. Các bạn bảo mình ăn tiếp hay không ăn nữa. Bạn ơi, mặt mình có nông mũi hay là cầm villa gì đâu. Mặt mình vẫn nguyên bản như thế mà.
chị mới ăn được hai cái thôi, còn ba cái nữa mọi người ủng hộ chị đi. Thèm thì hãy ăn đi. Mình cũng đang là muốn là nhường cho người khác đây mà chưa có anh thay thế ăn cho mình. Các bạn qua đây đi, ăn cho mình. Ngấy quá. Vừa ăn vừa khóc mất. Chị cũng biết chị cũng vượt qua được không nữa. Đi vào đây ăn với em. Ngấy quá. Ai cứu tôi với, các bạn hãy cứu mình đi. Like và share đi anh lên. Like và share đi sẽ bớt được hai cái nữa. Các bạn like và share anh lên sẽ bớt được hai cái nữa. Cùng like và share cho mình để mình được bên feed đi giảm cho mình hai cái này đi. Thế lên các bạn. Cùng like và share cho mình đi để bên feed đi giảm cho mình hai cái này, no quá rồi. Thả tim like và share giúp mình đi để mình không phải ăn nữa. No quá. Cùng like và share giúp mình đi. Trời ơi, ăn giúp mình đi để không phải ăn hai cái nữa. Ăn vào đây ăn hộ em đi lên. Tại vì ăn nhiều quá không ăn nổi á. Đã sắp có người trợ giúp mình rồi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã like và share trang feed đi. Đã có người chuẩn bị vào giúp mình rồi. Nhỏ quá, không thể ăn nổi đâu. Ừ, chị cũng đang muốn ăn dừng ăn đây mà no quá, không chịu nổi nữa rồi. Mọi người qua đây với em đi. No quá.
không nuốt nữa được nữa ấy, cứ dè dè cái gì ngấy quá không nuốt được ấy. Các bạn ơi, và cảm ơn các bạn đã like và share video để có một người trợ giúp cho mình ăn hết hai cái pizza này. Cảm ơn chị vào đây đi chị. Đồng viên video vào đây đi chị. Nhanh lên cứu em. Nhanh lên. Nhanh cứu em. Vào đây chị. Ôi em đội ơn chị. Ah no, quá chị ăn đi chị. Hôm nay mình đến trợ giúp bên bạn một cái. Ha, đồng ý không? Hai cái được không? Thôi. Chị ăn đi chị, cứ ăn đi chị. Để em nghỉ tí thì em sẽ trợ giúp tiếp ăn cùng. Nghỉ ngon thế nhở? Cho mình nghỉ tí. Đấy, bàn tay chuyên nghiệp ăn nó khác. Mình nghỉ tí đã nhá. Để đến lưu chị này á. Nghỉ ngon đấy nhỉ. Nhìn chị ăn em có động lực ăn tiếp đấy. Ngon à. Em nghỉ tí đã. No. Em sẽ không để chị cướp mất phần đâu. Em ăn đây. Pizza này ăn ngon. Chị nghĩ là cụm ly này. Em cụm ly. Thật ra là pizza này rất ngon. Nhưng mà mình ăn mấy cái rồi nên là mình thấy hơi ngấy. Chị ăn giúp em đi. Nếu mà em là người ăn, bây giờ em ăn thì em ăn bay một cái luôn. Chứ em ăn nhiều quá rồi nên ngấy. Kìa chị theo em đi. Theo em nha.
No quá. Cố lên. Không biết ăn hết nữa có không? Cố lên chị ăn giúp em với. Miếng là bắt đầu cảm giác. Mình vẫn đang đọc các bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn đã góp ý. Cho miếng nè, đang cần trợ giúp đây. Bạn nào qua PD ăn thưởng thức món pizza này của bọn mình nha. Đây. Cũng chung vậy. Hả? Cái tôm nước lọc chả lắm. Bia chay à? Chay cơ mà chay gì? Thịt này, phô mai này, cà chua này, bát đê này, nấm hương này, rất là nhiều. Chị ơi, có một cái hương si này. Hay thôi để dành tối ăn nhỉ? À, gọi đi đầu bếp làm. Ngon đây các bạn. Chị ấn nước rồi chị. Mình đang chén gần hết lửa cái rồi. Chị giúp em thì nốt cái nữa nhá. Được không? 50-50 á. Ừ, cũng được. Chia sẻ đấy. Đấy là tình đồng đội đấy. Đây, chị rất muốn cho các em. Ăn đi em. À, một tuần mình sẽ dành ra một ngày như thế này để ăn cùng fit đi. Nên các bạn đừng bảo là mình ăn nhiều tăng cân, mà là có mỗi hôm nay thôi. Mình sẽ dành một ngày để cùng fit đi thử thách vô vàn món ăn ngon. Bạn nào muốn ăn thì qua tòa nhà số 2, tầng 2 tòa nhà. Không được nói. Trong này có thêm cả bay lít kìa. No quá. Chị ơi, chị cho em nhớ chị cái này nữa. Được không? Thì là ăn một cái này ăn ngấy lắm rồi. Không biết cái thử thách này có qua được không nữa. Mình đi năm trước bạn ơi, không phải năm nay ạ.
Đúng rồi, mình tuổi Hợi nè. Em là chị Duyên Nguyễn. Mình không trả lời thì bảo là mình không tương tác, mà mình trả lời thì bảo mình vẫn trả lời à. Là sao? Để bánh mì này, làm ăn bánh mì thì mình ngon. Để bánh trứng này nhiều, ăn nó cảm giác. Ăn gì? Ăn đi. Chị cứ bên cái này nhớ đi chị. 50-50. Rồi, nhìn thế này. Nhìn thế này.